Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Doãn Hữu Long, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở y tế tỉnh Đắk Lắk. Đặng Gia Dũng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Đắk Nông. Ma Lê Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng Mali Phước. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu C03 xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Bình Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Bình Phúc và ông Lê Duy Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phúc bị khởi tố tạm giam cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cuối tháng 2.